Này thiện hiện, vì bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng chấp trước địa giới mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc, chẳng chấp trước thủy hỏa phong không thức giới mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc. Này thiện hiện, vì bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng chấp trước vô minh mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc, chẳng chấp trước hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ ưu não mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc. Này thiện hiện, vì bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng chấp trước bố thí ba la mật đa mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc, chẳng chấp trước tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc. Này thiện hiện, vì bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng chấp trước pháp không nội mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc, chẳng chấp trước pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc. Này thiện hiện, vì bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng chấp trước chân như mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc. Chẳng chấp trước pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc. Này thiện hiện, vì bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng chấp trước thánh đế khổ mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc. Chẳng chấp trước thánh đế tập diệt đạo mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc. Này thiện hiện, vì bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng chấp trước bốn tịnh lự mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc. Chẳng chấp trước bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc. Này thiện hiện, vì bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng chấp trước tám giải thoát mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc. Chẳng chấp trước tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ mà xuất hiện ở đời, nên có khả năng thành tựu sự việc.